Bảo Ngọc dường như rất lo lắng cho Minh Long khi có vẻ sức khỏe của Minh Long không được tốt. Chị vô kêu mọi người ra đi đỡ đi. Cưng, để anh chọn này cho Cưng vô kêu mọi người ra cho. Cưng kêu hết rồi. Ok thôi. Chẳng kia ngủ sướng nha. Minh Long kêu, ăn cơm nữa à. Mày ngủ tiếp vị cũng được. Chị. Au. Rồi. Kêu hết rồi. Còn cái gì nữa? Thôi, thì từ đây mà chấm ở đây là đã. Mệt quá. Hôm sau này được nhưng mà anh thích Người ta gạt ở đây đó. Học dài quá. Chị đang bận gì thì cũng lại nhìn ở đây. Đúng rồi, có thất lụ sách rồi. Đầu tiên là đầu tiên. Chúng con còn đó là